Chào Lượng nha. Chào tất cả cô chú anh chị. Chào chị Duyên. Cô Duyên. Cô Duyên. Hôm nay á thì là ngày thứ mấy ở Sài Gòn rồi? Con cũng không nhớ rõ nữa. Rồi, hôm qua giờ á là cô Duyên có nhận được một cái thông tin là mẹ của Lượng có gửi hỏi thăm cô Duyên. Không biết là Lượng có còn nhớ hình ảnh của mẹ không? Mẹ ruột thì không biết, nhưng biết mẹ nuôi thôi. Mẹ nuôi là mẹ kế là sao? Dạ đúng rồi. Lượng nói chuyện lớn lên xíu cho cô chú nghe nha. Dạ thì đúng rồi, đây là mẹ kế. Mẹ kế. Dạ. Thì trong thời gian qua á, dạ, lúc mà con lên sóng trên các kênh YouTube á, dạ, thì có bao giờ mà mẹ liên hệ với con chưa? Dạ đúng chưa. Rồi mẹ kế có bao giờ liên hệ với con không? Nhưng mà tại sao con thời gian gần đây là mẹ gì, mẹ gọi là mẹ Phượng. Cô Duyên không biết là tên Phượng hay tên gì, nhưng mà cô này cô có những tên, đó là cổ tên Thủy, là vợ của anh Hiếu ba Bí Lượng. Rồi con có thể con thấy là con hình như có cái tâm trạng tâm sự gì mà khi mà cô Duyên cho con xem được những cái tin nhắn đó, những dòng cảm xúc của cô đã gửi, thì con có chia sẻ gì cho cô đó không, nếu mà cô đã xem được clip này? Đầu tiên là con phải nói là con gửi lời tới cho ai? Bây nếu giờ xem được clip này, con cũng xin gửi lời tới cô Phượng. Thì con muốn nói một vài điều trước tiên, mà con muốn nhắc cô, nhưng mà con cũng sẽ nói một vài điều trước tiên. Thì ngày đầu tiên biết với cô thì lúc đó con đang ở sinh viên. Con nói cho đến một thời gian sau mình trở về Việt Nam và ở là ngay cả tâm đất của con á, là cha con lần đầu tiên đi làm thì vẫn bán mì xào. Lúc đó thì bán mì xào kèm thịt bò với trứng là hết. Một hộp 15.000 đến 20.000. Hai vợ chồng chung sống với nhau cũng gọi là thân thiết, tốt, không có chuyện gì xảy ra. Cho đến một ngày thì có chuyện thì cãi nhau cãi qua cãi lại, thì từ đó nó không có thuận nữa. Sau đến ngày thứ hai đi làm, do cảm thấy là mì không phát triển được nên chuyển qua ngày bán cá lóc. Bởi thời đó là lúc mà bán cá lóc rất là ok. Bán cá lóc, lúc đó bán cá lóc là ba con bán hay là dì của con bán? Dì đó, con gọi bán. Là dì con bán. Dì con bán. Rồi. Đó là dì bán thì một ngày bán cũng nói chung khấm khá, rồi lấy cá từ bên Nguyên về. Từ lúc đó là cá nó cũng rất là phát triển. Nhưng cũng một ngày cũng có chuyện phải đánh hai chị em con. Chị con thì bị đánh thì không được dùng từ bả nha, dù gì cũng là cái người nuôi chăm sóc mình 2 năm, không được dùng từ bả, phải dùng từ một là dì, hai là cô nha, nhớ. Đánh hai chị em con thì cầm cái chổi, cái đuôi của cái chổi á, cái chổi quét nhà á, thì hai con thì bị quất ngang như thế này, dính ngay con mắt, còn con thì bị đâm thẳng ngay con mắt luôn đó. Đó là con bị dính ngay đây, đâm thẳng vô con mắt là còn hai cái dấu sẹo trên trán con là còn dấu sẹo trên trán là không có bị nha, còn ngay đây thì mới bị nè, con bị chặt giò là cái giò này đúng không nè, ngay cái vết này nè. Cái này là con bị cái gì? Con đi về bán vé số đó, cũng lúc bán vé số thì đi về phía thì sáng tối thì con thấy mẹ không cảm giác là gọi là không có chuyện gì hết. Mẹ kêu là bây giờ trễ rồi con đi vô ngủ đi. Con thấy ủa hôm nay kỳ vậy ta, mỗi lần mình đi trễ mẹ la mình lắm mà sao hôm nay không có nói năng gì, cho mẹ mệt thôi ngủ đi, sáng mai chắc mệt rồi. Cái là con nghĩ là sáng ngày mai lên là mình cũng bị quánh như không thường thôi, không sao, không biết lỗi nên con chịu. Nhưng mà do là tối con đi khuya thì cái lý do con đi khuya đó là con bán, con không có dám bán ít mà con phải bán nhiều, sợ là ôm với số này nọ kiểu nhiều quá thì con gán cho bán cho hết. Nhưng mà đi về cũng không hết, nói chung là bán cũng được nhiều thôi. Nhưng giờ đó cũng là phi lắm rồi, sáng lên thì cũng vì cái lý do đó mà quánh con tới tấp, cầm cái dao lên rồi chặt đồ con bằng cái đầu không bén á, cái đầu không bén á nha, nhưng mà chặt vẫn bị có nghĩa là cầm cái dao quay ngược là cái cán nó bị lục á. Dạ. Quánh ngược trong cái chân con luôn, quánh đâm thẳng xuống luôn. Lúc đó ba đâu?
ba con lúc đó là đang đi làm. Chị con đâu? Chị con thì lúc đó là chị đang đi bán, còn con chỉ ở nhà mình chung với bà nội gán can ra nhưng mà không can được, thế là cầm cây dao chặt cho nè. Rồi cô Duyên hỏi thêm một cái nữa nè, là cái đoạn clip này là cô Duyên đã hỏi ý kiến của ba của con rồi. Dạ. Và hỏi ý kiến của con rồi, có nghĩa là con với ba con là nói cô Duyên là nên nhờ cô Duyên lên clip này. Dạ. Đúng không? Dạ. Là tại do cô này cô có gửi những cái hình ảnh và những cái tin nhắn như vậy. Dạ. Thì cô Duyên không biết đâu là thật và đâu là giả. Dạ. Thì hôm nay là con trải lòng của con mà con đã giấu bao lâu nay. Dạ. Bây giờ cô mới nói đúng không? Là cuộc sống của dì Nghĩa và con chồng. Thì bây giờ con cho cô hỏi thêm là có phải cái lý do đó là ở chung với mẹ Phượng đó, người mẹ kế bị áp lực quá nên chị của con bỏ nhà đi làm nơi khác không? Dạ, cái đó là đúng, cái đó là thật sự luôn. Nhưng mà bây giờ thì mẹ kế của con với lại ba Hiếu đã chia tay rồi, thì tại sao chị không về ở chung với hai cha con? Chị thì cũng giống như con vậy, là chị cũng rất là hay tự lập, con thì cũng là một người rất là thích tự lập. Nhưng mà chị thì thông minh hơn con rất là nhiều chứ không phải là không đâu. Chị giỏi, làm việc cũng rất là ok. Nhưng mà trước á, lúc mà nghe thì nghe người ta nói là vô nhà người ta làm á, rất là nhiệt tình, người ta giỏi, người ta cho tiền. Thì nghe được vậy cũng mừng đi, chị biết làm thì không sao. Nhưng mà giờ con xin quay lại với chủ đề chính, đó là về mẹ con. Thì sau cái đợt cãi nhau và đánh con vậy á, mẹ ở đây là phải nói cho rõ cho mọi người biết được, cô đó chú là biết cô, được cô, mẹ, 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 mẹ kế mẹ kế đúng mẹ kế á. Thì sau cái đợt quánh con vậy thì mẹ kế cũng bỏ nhà đi lên quê lại. Nhưng có một thời gian con đang bán 50 tờ giấy số, thì con đang ngồi chơi thì con mới thấy ngoài đằng xa cách đâu khoảng 50m á, thì cái gì đó kêu lại quắc quắc lại. Con mới thấy ủa quắc ai vậy ta, chẳng lẽ có con đang trò chơi hả? Con mới hô lên có ai đang kêu kìa. Nhưng mà cái gì đó đi vô kéo con ra, chứ con mới biết là ủa chết rồi, mẹ nuôi con đúng không? Thì do là thương thằng em quá nên mới đi theo luôn, đi theo lên tới chảnh rồi mới biết bộ mặt thật luôn. Là sao con? Lên tới chảnh á, thì đầu tiên luôn vô tới chảnh thì cái đợt cãi nhau đó thì con nghe nói là bà nói là ba con lấy giấy tờ giữa của bà, nhưng thật chất là không có. Cô dặn nè, không được dùng từ bà. Yeah. Dù gì người ta không sinh ra mình, nhưng mà người ta cũng đã từng chăm sóc mình, nuôi nắng mình 2 năm, cơm nước cho mình ăn. Thì mình không vui thì mình dùng từ dì nghĩ hoặc là mẹ kế. Yeah. Đừng dùng từ bà hoặc là dùng từ cô. Yeah. Hiểu chưa? Thì cô thì cô tức, thì cô nói là ba con lấy giấy tờ gì của cô á, thật chứ là không có lấy một mảnh giấy nào hết, không có lấy một mảnh giấy luôn, chỉ lấy về cái tiền mà đã thuộc về gia đình con đã gán làm bao nhiêu tháng bao nhiêu năm trời. Thì vậy con lấy một khoản, ba con lấy một khoản mà dì nói cố tiếc là ba con lấy giấy tờ gì của con, chứ không có, không lấy giấy tờ gì của cô luôn đó. Cái là mới đi lên rước con lên chảnh, thì do là thương thằng em quá, con lúc đó cũng ngồi chơi với em một thời gian dài cùng một tháng. Thì ba con có quyết định là lên tới chỗ của mẹ kế để rước con về. Tuy nhiên trước đó mẹ kế dẫn con vô đồn công an, kêu là con phải làm theo ý định của mẹ kế. Ý định đây là gì? Ý định mẹ kế kêu công an nói là ba con lấy giấy tờ của gì đó, rồi kêu công an phải bắt ba con, nếu như ba con bắt con đi thì bắt con luôn đó. Thành ra là nhưng mà con không biết phản kháng làm sao để có thể mà cho nó an toàn nhất. Thì con vô trong đồn công an á, trước khi vô đồn công an á là đang trên đường đi á, thì mẹ chỉ kêu là vô trong đồn công an là chỉ nói dài dài rồi thôi nha, chứ không có nói bất kỳ một cái chuyện gì nha, nghe chưa? Đó là mẹ dặn con đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa con nói ủa vô trong đồn công an có việc gì không mẹ? Chẳng lẽ mình lấy đồ ở trong, lấy đồ gì trong đó mà lấy đồ vô trong chổng đi rồi sẽ biết. Con vô chổng con mới thấy được cái bộ mặt thật của mẹ nuôi là như thế nào. Thế là sau cái đợt đó là ba con mới lên rước đúng không? Là nếu mà con đi thì ba con cũng sẽ bị bắt về cái dọn việc về cái hành vi đó là trộm cắp tài sản của dân người khác đúng không? Thì con không đi, con nhất quyết con ở lại. Lần thứ nhất
vẫn vậy, lần thứ hai cũng y chang vậy, nhưng lần thứ ba không hề báo công an. Con mới kêu ba con là ba ơi, bây giờ lần thứ này rồi ba cũng về đi. Nhưng mà con nói ba lên trên miên, ba dụ mẹ lên trên miên lại, sau đó là bắt con về rồi đuổi mẹ đi vậy cho nó an toàn. Còn nếu không á, không thể nào mà mình cứ tiếp tục như vậy được. Lần này là mẹ không có báo công an đâu, ba cứ đi đi đó. Ba con mới biết được bọn mặt thường lại cũng đi. Cái đi về tới Cà Tâm Đất Việt á, thì ba con mới đi lên miên, gọi là liên hệ cho mẹ con để kêu mẹ con dụ mẹ con lên trên trên miên lúc chỗ ông nội nuôi á, nó chỗ ông nội nuôi á. Rồi sau đó là nói tóm lại là cái việc mà mẹ con, mẹ nuôi, mẹ kế của con với ba con là mâu thuẫn cái chỗ mà giấy tờ tiền bạc đúng không, lúc mình chia tay. Nhưng mà ba con không lấy bất kỳ cái rồi gì hết. Thì cái hình này có phải là cái hình mà của con với lại của em cách đây mấy năm rồi lượt? Dạ, 2 năm mấy 3 năm. 2 năm mấy 3 năm dạ. Đúng không? Là cái đây hình là này là em này, em ruột của con đúng không? Dạ đúng rồi. Là cùng cha khác mẹ, nghĩa là của mẹ kế với lại ba. Dạ. Rồi. Cái hình này thì cô này có gửi cho cô Duyên. Và cô Duyên cũng đã hỏi ý kiến của ba rồi. Ha. Chị này thì có nhắn tin rất là nhiều, nhưng mà cô này bây giờ cổ xem được những cái clip này trên kênh YouTube. Dạ. Mà cách đây mấy năm về trước thì cô Phượng này có liên hệ với con không? Dạ không. Có liên hệ với ba không? Dạ có, một gấp thơ là bỏ luôn. Ngồi gàng hòn lại. Rồi thời gian gần đây nè. Dạ. Một tuần đổ lại đây á. Dạ. Thì con với ba con có nhận cuộc gọi nào hay là nhắn tin nào từ cô Phượng không? Con thì không, chắc là không có, nhưng ba con thì chưa biết mà. Con cái này con không biết ạ. Cô cũng không hiểu tại sao mà cô này lại chủ động nhắn tin cho cô Duyên và nhiều lần rồi. Yeah. Và có nói là cô đó đang bệnh. Yeah. Và sắp chết rồi. Yeah. Thì con có suy nghĩ gì không? Nếu mà cổ mất thì con có suy nghĩ là sẽ cùng ba đưa em về để mình nuôi không? Nếu mà thật sự cái chuyện nó xảy ra thì chắc chắn con sẽ đưa em. Thì qua cái clip này con muốn nhắn nhủ gì với cô Phượng đó, thì con nhắn nhủ nếu như mà có, tại do cô có nhắn tin với cô Duyên, cô nói là cô không sống được bao lâu nữa. Yeah. Đó, nguyện vọng của cô là chắc có lẽ là muốn gửi gắm em cho con với ba hay sao á. Con thì qua đây này con xin luôn. Con cũng nhắc cô một cái gì này. Con cũng cảm ơn cô thời gian trước đã giúp đỡ và nhìn thẳng cho chăm sóc không? Cho gia đình và con với cả chị hai con. Và nếu mà thật sự cái chuyện nếu như cái do việc đau lòng nó mà xảy ra thật sự đó, thì con với cả ba con sẽ nếu mà cô có số điện thoại của con hoặc là ba con thì cô hãy liên hệ đến ba và con để có thể chăm sóc được đứa em đó. Nếu mà cô thật sự muốn gửi đứa em đó cho gia đình con thì con sẽ cố gắng với ba con để nuôi em nó rồi tới nơi tới chốn, không để cho nó có một cuộc sống cơ cực giống như con bây giờ. Thì con cũng muốn nói với cô như thế này, thật sự thì con rất là cảm ơn cô, nhưng mà con nhắn với cô đó là cô đừng nên làm hại cho các anh chị YouTube, bởi vì là các anh chị YouTube cũng chỉ đang giúp đỡ gia đình con mà thôi. Những trận đòn trước đây thì con cũng sẽ bỏ qua cho cô, bởi vì nó không có ảnh hưởng về mấy anh chị YouTube. Tụi cô đừng có, đó là việc riêng tư cá nhân của gia đình mình, cô và ba và con. Như vậy nó không có liên quan gì tất kỳ ai hết. Và anh chị đây chỉ đang giúp con mà thôi, đừng nên làm hại họ và cả gia đình con nữa. Cảm ơn cô. Rồi, con hôm nay thì Bí Lượng hơi có tâm trạng là do Bí Lượng nhận được những cái tin nhắn như vậy, rồi biết được về cái thông tin tin tức về đứa em trai của mình cùng cha khác mẹ thất lạc 2 năm nay. Thì hôm nay Lượng rất là vui là đã nhìn được cái hình ảnh của em. Nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng buồn. Buồn một phần đó. Nhưng mà nhìn mặt em thì cảm giác rất là thương, bởi vì con quý em lắm. Em á, từ ngày đầu sinh ra con cũng thích lắm, tự nhiên từ nhỏ tới lần 1 đến 2 tuổi trở lên cái à, từ đó thương nhỏ, gu nhỏ ngủ từ sáng cho tới chiều, hầu như là lúc mà chỉ ở bên bé thôi chứ không ở đâu hết đó. Vâng.
Vậy thì nếu như mà có cơ hội mà chăm sóc em, dạ, thì đừng, đặc biệt là phải cho em biết cái chữ trước, đừng giống như mình nha. Dạ. Dạ. Phải cho, phải bằng mọi cách phải cho em biết cái chữ, dạ, đi học, dạ, để em nó đổi đời, dạ, cuộc sống nó bớt cơ cực so với con hiện tại. Dạ. Rồi bây giờ con chào tạm biệt cô chú để nghe cái tâm trạng tâm sự của con đi. Dạ thì con cũng xin chào tất cả các chị cô chú đã xem clip này. Dạ mới nãy con cũng quên nói số điện thoại cô coi, cô có cái số điện thoại nữa chứ. Số điện thoại của con là 0855 115071. Con xin nói lại là 0855 115071. Chào con, bye bye. Nè, không được bye bye như vậy. Vậy là một lần nữa. Bye bye. Chào tạm biệt tất cả các cô chú. Chào tạm biệt tất cả các cô chú. Hôm sau mình chào từ từ chậm rãi thôi nghe chưa? Dạ. Không được chào hời hợt nghe chưa? Dạ. Tạm biệt tất cả mọi người đã theo dõi kênh ạ.